Tại Hà Nội vừa diễn ra lễ phát động tuần lễ thực phẩm an toàn vùng miền. Đây là sự kiện nổi bật trong chuỗi hoạt động thuộc chương trình Hành động về an toàn thực phẩm năm 2022 được triển khai trên quy mô toàn quốc. Chương trình có sự phối hợp tham gia của các bộ ngành trung ương và địa phương, các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, các đơn vị cung ứng giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm. Phát biểu tại lễ phát động, đại diện vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, tuần lễ thực phẩm an toàn vùng miền năm 2022 mang thông điệp kết nối thực phẩm an toàn vào hệ thống phân phối, nhằm kết nối sản phẩm thực phẩm an toàn của các địa phương tới các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các đối tác kinh doanh tiềm năng và người tiêu dùng tại Hà Nội. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa thực hiện chỉ thị số 17 CTTTG ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Cũng tại buổi lễ, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội ngành hàng và các đơn vị phân phối lớn đã gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, hộ nông dân đưa thực phẩm an toàn vào các hệ thống phân phối.